Đối với những người chơi nhạc chuyên nghiệp thì các bạn thấy ai cũng sắm cho mình những chiếc đầu CD cực kỳ đắt đỏ. Tôi đã nói với các bạn ở rất nhiều video clip, nếu như các bạn tuyệt đối hóa vai trò của loa hay tuyệt đối hóa vai trò của âm ly hay tuyệt đối hóa vai trò của dây dẫn mà các bạn bỏ qua một yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định đến 30% chất lượng của bộ dàn, đó chính là nguồn phát. Thì các bạn biết là hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều các nguồn phát để cho các bạn có thể lựa chọn. Ví dụ như các bạn có thể mua những chiếc đầu CD hay những chiếc âm ly tích hợp sẵn cả giải mã để các bạn kết hợp với TV thông minh hay kết hợp với đầu phát HD qua cổng quang, qua đường đồng trục vân vân. Nhưng các bạn thấy tựu chung lại, ở Việt Nam chúng ta hiện nay thì do cái nguồn nhạc số mà phát trực tuyến ở trên mạng ấy, thì rất là ít và thường chất lượng của nó bị ảnh hưởng bởi đường truyền. Cho nên các bạn thấy là những người chơi nhạc chuyên nghiệp từ trước đến nay vẫn lựa chọn đầu CD như một phương pháp chơi chuyên nghiệp ngon, bổ rẻ mà không phiền phức. Và chương trình hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một trong những chiếc đầu của Sony được rất nhiều người yêu thích. Đó là đầu Sony XA7ES. Tôi nhắc lại, đây chính là đầu CD Sony cao cấp XA7ES có giá 18 triệu đồng. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép, các bạn hãy gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Và các bạn vui lòng dùng tính năng theo dõi để cập nhật các hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ như dòng chữ nhỏ dưới cùng của tấm biển. Và rất mong các bạn có dịp hãy ghé qua cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Anh em nào có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio của gia đình, hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới của màn hình. Các bạn thân mến, đầu Sony thì luôn luôn được tin tưởng bởi mắt của nó khỏe và người ta vẫn nói đầu Sony là khỏe như trâu bò, mắt khỏe như trâu bò, buông tay là đọc, đó là những điều mà người ta hay nói về Sony. Và chiếc đầu Sony XA7ES này thì các bạn thấy có một điều tuyệt vời. Thứ nhất, về trọng lượng nó nặng như một chiếc âm ly, và thứ hai nữa thì các bạn thấy nó khác với những chiếc đầu khác là các bạn thấy khi chúng ta ấn cho đĩa ra thì lập tức cả màn hình quác này sẽ được đẩy ra ngoài. Điều đó các bạn thấy một cái sự thiết kế rất là đẹp mắt, độc lạ. Và thông thường các đầu CD các bạn chỉ cần đặt đĩa vào thôi. Nhưng đối với XA7ES, để tăng cường cái sự chắc chắn cho đĩa khi mà đĩa quay, cái lực ly tâm của nó rất là lớn, thì nó đã có một cái con chặn. Các bạn thấy con chặn là khi các bạn thay đĩa ở phía dưới của nó rất là êm, có một cái lớp bông. Và các bạn chỉ cần nhấc đĩa ra thôi. Và chúng ta thay đĩa vào. Và các bạn thấy là ta đặt đĩa vào, ta đặt con chặn vào. Đấy, và các bạn chỉ ấn play thôi. Mắt khỏe như trâu bò, đọc như chớp chảo. Các bạn thấy đây là một trong những cái dòng đầu được anh em rất là yêu thích. Cái chất âm của nó thì các bạn đã biết rồi, có lẽ tôi không trình bày nữa. Sony thì bao giờ cũng thế, sáng, đầm, chắc và chi tiết. Đặc biệt ở những cái model cao cấp có mức giá 18 triệu đồng như thế này. Tôi nhấc tấm biển ra cho các bạn quan sát rõ cái tình trạng đẹp của nó. Nó sử dụng nguồn điện 100 các bạn nhé. Tất cả toàn thân của nó màu vàng chanh. Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa. Quá tuyệt vời cho một chiếc đầu có giá chỉ 18 triệu đồng như một trong những sản phẩm cao cấp. Đó là XA7ES. XA7ES các bạn nhé. Nguồn điện 100V. Ở bên này thì một sản phẩm nữa, bạn nào mà thích hồi gỗ sang trọng thì đây, đây là 3 con 7 cũng có giá 18 triệu đồng, mặt bạc, thân vàng chanh. Đó là 777ESA, nó có dòng ESG và dòng ESA, thì dòng ESA này được yêu thích này bởi vì chất âm của nó thiên về sự analog, mộc mạc, chính xác. Nặng như một chiếc âm ly cũng có giá 18 triệu đồng. Dòng này thì quắc ở phía dưới và khi các bạn ấn thì khay đĩa sẽ ra riêng. Chân đôi
có giàn thiên lý có người tôi thương. Các bạn thân mến, như vậy là tôi đã tiếp thị đến các bạn hai chiếc đầu Sony đồng giá 18 triệu đồng. Đó là XA7ES và 777ESA. Các bạn lấy mẫu nào cũng được. Mẫu này thì không hồi gỗ, mẫu này thì hồi gỗ. Nếu như các bạn có nhu cầu có thể đề nghị chúng tôi chụp ảnh kỹ từng chi tiết cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.